Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu hôm nay, ngày 9 tháng 4 năm 2023. Kính chúc quý vị và các bạn ngày cuối tuần nhiều niềm vui, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Các bạn xem video, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá tiêu xuất khẩu và trong nước hôm nay không biến động nhiều. Trên thị trường xuất khẩu, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IPC niêm yết giá tiêu đen tại cảng Lampung, Indonesia, chốt ở mức giá là 3.596 USD trên tấn, trong khi đó giá tiêu trắng chốt ở mức giá là 6.041 USD trên tấn, giá tiêu đen của Brazil ở mức 2.950 USD trên tấn, giá tiêu đen tại cảng Kuching của Malaysia ổn định ở mức giá là 4.900 USD trên tấn, trong khi đó giá tiêu trắng giao dịch ở mức là 7.300 USD trên tấn. Trong tuần này, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam, loại 500g trên lít và loại 550g trên lít, giao dịch ổn định ở mức 3.225 USD trên tấn và 3.275 USD trên tấn, giá tiêu trắng ở mức 4.780 USD trên tấn. Cộng đồng hồ tiêu quốc tế đánh giá, thị trường tuần này có phản ứng trái chiều khi chỉ có giá nội địa Sri Lanka được báo cáo tăng. Giá tiêu Ấn Độ ổn định trong 3 tuần qua. Mặc dù đồng rupiah của Indonesia mạnh lên so với USD, những giá tiêu xuất khẩu của nước này không được cải thiện. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước hôm nay, ngày 9 tháng 4, giá tiêu không biến động nhiều ở các địa phương trồng tiêu trọng điểm trong nước. Ghi nhận sáng nay, giá tiêu được thu mua trong khoảng 64.500 đồng tới 66.500 đồng trên kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua quanh mức 65.300 tới 65.500 đồng trên kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu được thu mua ổn định, quanh mức giá là 64.500 đồng trên kg. Giá tiêu tại tỉnh Phú Yên sáng nay cũng ghi nhận quanh mức giá là 64.500 đồng trên kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu hiện đang được thu mua với mức giá là 66.500 đồng trên kg. Trong khi đó tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu sáng nay là 66.000 đồng trên kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay được thu mua quanh mức giá là 65.000 đồng trên kg. Thưa các bạn, vài năm trở lại đây, giá tiêu giảm mạnh, nông dân trồng tiêu liên tục gặp cảnh thua lỗ, nên không có điều kiện đầu tư chăm sóc vườn tiêu. Năm nay, giá hồ tiêu dao động từ đầu mùa cho đến nay, giảm hơn 20% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, theo nhiều hộ dân, thời tiết năm nay diễn biến bất thường, khiến nhiều diện tích trồng hồ tiêu giảm năng suất. Nguyên nhân năng suất tiêu giảm, do diễn biến thời tiết không thuận lợi đã tác động không nhỏ đến sinh trưởng phát triển, trong giai đoạn ra hoa, đậu trái. Những cơn mưa trái mùa vừa qua thường xuyên xảy ra vào giai đoạn phân hóa mầm hoa, nên tỷ lệ đậu trái thấp, sản lượng giảm tùy vào khu vực. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá hồ hôm nay ngày 9 tháng 4 năm 2023 trên kênh Phố Núi TV. Kính chúc quý vị và các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.